Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn lại quay trở lại với channel của mình. Thì trên tay đây hiện tại là có 3 con fan của một cái hãng tung sờ của nào đấy mà không biết nữa. Thì Lan Mua, tên khó đọc vãi chưởng. Thì của một khách người ta gửi cho mình để mình độ lại cái led ở trên cái fan này. Vì cái fan này led nó chỉ có một màu như ở trên đây, nên mình nó không phải một màu nhưng mà cái vòng nó không có di chuyển đâu các bạn, led nó cố định, nên là mình sẽ độ lại. Sử dụng led nó sẽ sáng như kiểu của những cái hub. Đây mình đang có một hub Coolmoon ở đây. Thì led đó, sử dụng người ta muốn mình độ lại cái led nó đồng bộ được cái hub này luôn. Nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn, làm video hướng dẫn các bạn để có thể độ lại cái led ở này. Thì một số dòng fan như là ở trên con CPU, như mình sẽ để cái hình ảnh ở ngay phía góc này. Các bạn có thể thấy đó là cái fan CPU gì đó, thì cái màu led của nó mặc định là nó chạy như vậy rồi thì mình không thể thay đổi được, nên là bạn nào xem video này thì cũng có thể áp dụng vào cách để độ lại cái fan ở ngay trên cái đó luôn, để có thể điều khiển đồng bộ qua hub Coolmoon này hoặc là qua trên mainboard đều được hết. Như bạn thấy là trên đây nè, cái vòng ring của chúng ta là sẽ vòng hắt sáng nha. À, nhìn fan khá là ổn, vừa nãy mình có cắm thử thì tốc độ gió gọi là đuổi vịt thôi. Ê, không đuổi ruồi luôn. Nhưng nói gì đuổi vịt, à, các bạn thấy là nó có những cái khớp này. Một số cái fan khác ấy, thì khớp nó sẽ nằm ở trong này, do cái này là hai cái vòng ring nó khép lại với nhau ấy, nên là khớp nó nằm ngoài này, thì các bạn cứ tìm ra chỗ cái khớp là được. Thì các bạn nhìn ở đây nè, chúng ta không nên nhấn nó vào như vậy nha, nó khó khăn. Các bạn sẽ lật qua này, các bạn thấy một cái khe ở dưới này. Chúng ta sẽ luồn ra và nó chạy ra rồi. Và tiếp theo là bốn cạnh sau đó nữa, bốn cạnh còn lại khá đơn giản luôn các bạn. Mình lấy cái nó bị kẹt rồi, các bạn phải gỡ đều nha, nếu không là nó bị chạm cái cánh này. Các bạn thấy là cái cánh nó bị chạm vào thành này, nên mình phải gỡ đều một lúc ra cả bốn cái luôn. Đấy, cái vòng này để dẫn sáng led, như các bạn phải quan sát là đây bên trong này. Bên trong này là nó có đây, là một sợi dây led nè, người ta uốn lại hình vòng tròn để đi vào đây. Thì trên tay mình hiện tại đây là led đồng bộ Coolmoon WS2812B. Các bạn có thể mua ở trên mạng với giá khoảng loanh quanh đâu đó 800.000 một mét. Ê, 800.000 trên 5 mét. Này, hoặc là các bạn có thể xuống link Shopee của mình bên dưới để mua. Với 50cm chỉ 80.000. Là có cả cái giắc cắm đồng hồ hút luôn này nha các bạn. Cái giắc này nếu các bạn mua ngoài khoảng 10.000 là một sợi dây như vậy. Đó, tính ra là mình bán đồ rẻ hơn các bạn mua ngoài, các bạn cứ yên tâm. Đây, chúng ta sẽ tiến hành tháo sợi dây led này ra, rất là đơn giản thôi. Thì các bạn chú ý là nó đây nó có cấp nguồn với cả điều tốc của không phải điều tốc mà đọc tốc độ của quạt, thì nó sẽ câu ngược trở lại một cái dây vào trong này để cấp nguồn cho led. Thì mình đang sử dụng một cái chạm hàn này, màu hàn chúng ta chạm hàn, anh em nào nghịch hay nghịch phá có thể biết đó là của bên bán linh kiện C11. Mình khá hài lòng, mình mới mua được một tháng ấy, phải khá hài lòng với chất lượng của cái chạm hàn đấy. Lúc trước mình toàn dùng màu hàn ngâm nữa, nhưng mà cái thời gian mà để chúng ta cái màu hàn nó nóng nó quá là lâu, với cả lâu lâu mình cần dùng vài phút rồi mình quên mình không ấy, thì cái này nó có chế độ ngủ luôn, tức là các bạn quên thì nó tự động nó sẽ về chế độ ngủ. Như các bạn thấy đây là led này thì nó sử dụng là led 12V nhớ các bạn, nên là chúng ta không cấp nguồn vào cho led WS2812B vì đây là led 5V. Thì có một loại led nữa là SK6812 thì led đó có thể cấp nguồn được 12V, nhưng mà đây chỉ là 5V thôi các bạn. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ đơn giản cắt bỏ đi, chúng ta sẽ không sử dụng những cái dây này nữa, nên mình sẽ cắt bỏ đi và gói xếp gọn nó vào. Đó, trong khi đợi mỏ hàn nóng, đây nó nóng rồi, mình hãy để nhiệt độ mỏ hàn là 330 độ. Đây, chúng tiếp theo là chúng ta sẽ, các bạn chỉ cần tháo một cái vòng bên này thôi nha, chứ không cần tháo hai bên đâu. Hai bên lúc lắp lại rất là mất công luôn. Thì bạn sẽ ướng chừng xem là cái vòng led này nó hết bao nhiêu. Rồi,
nó hết bao nhiêu AILED. AILED xong mình sẽ cắt, nó nhét vào. Rồi, nó đến đây thì mình sẽ cắt đến một đoạn. Vì là mình nhiều LED phết ạ. Khoảng 20cm LED nha các bạn. Hơn 20cm. Chúng ta sẽ mình có 3 cái, vì thế là mình sẽ cắt 3 đoạn bằng nhau. Và sau khi có 3 đoạn thì chúng ta cất cái bộ này ra bên này. Chúng ta sử dụng cái dây này là dây GST 2.0. các bạn thể lên trên mạng hoặc là lên khu như là nhà tảo hoặc là chợ trời hỏi về dây GST 2.0, hoặc là mang cái hub cool moon này ra hỏi là cái đầu nó cắm vào cái này là được. Thì các bạn quan sát kỹ là đây là dây GST 4 pin nha. Thì đây là đầu cắm nè, cắm trực tiếp bên đây, trên này có cái ngàm. Thì chúng ta sẽ bỏ cái dây ngoài cùng. Dây ngoài cùng chúng ta không sử dụng, chúng ta tách rời ra. Chúng ta sử dụng 3 pin, 3 chân bên tay phải của chúng ta. Thôi đây là tay phải của mình nè. Thì đếm vào 1, 2, 3. Thì dây ngoài cùng này chúng ta bỏ đi, không sử dụng nó nữa. Nó có công dụng nhưng mà nó là cây dây cấp âm. Hai dây này trên húp là dây âm, nên là bạn đấu hay không đấu thì nó cũng vậy thôi, nên nó không quan trọng lắm. Đó. Mình sẽ để đây cho dễ thao tác. Mình sẽ tách cái đầu ra, tách cái đầu ra khỏi cái mấy cái giắc này bằng cách là mình sẽ luồn cái cây này vô đây. Đó, mình kéo nó ra. Hôm nay mình đã lấy được cái giắc chân của nó ra rồi. Thì chúng ta sẽ cắt lấy một khoảng, đây các bạn thấy cái chân của nó nè, mình sẽ cắt bỏ cái đầu đi để mình hàn trực tiếp bên kia luôn. Chứ mình không cắt lấy sợi dây, cắt sợi dây thì lúc mà các bạn gập lên gập xuống nó hay bị yếu điện tiếp xúc và làm cho led của chúng ta hay bị lỗi. Thì các bạn cũng có thể áp dụng cách này để sửa lỗi led trên chính cái fan Coolmoon hoặc là Coolman hoặc là những cái fan led những cái fan led của các bạn luôn, nếu mà hết bảo hành. Còn nếu mà còn bảo hành thì mang ra họ sẽ đổi cho em mới, tại những cái dòng fan này cũng khá là rẻ tiền, mới cả nhập vào mình chưa thử nhập nhưng mà chắc cũng rẻ, mới cả hay bị lỗi đúng không các bạn, do fan Trung Quốc mà fan mua có 300 mấy chục nghìn một kit, trong khi mẹ fan chính hãng người ta muốn mấy triệu phải đẹp. Nhưng mà không sao, hiệu ứng ok là ngon rồi, nhưng mà không có phần mềm để chúng ta điều khiển rồi. Cái đó là một cái hạn chế thôi. Là nhiều bạn chế cháo thì vẫn có thể là lấy được cái phần mềm, bạn viết ra phần mềm và sử dụng mạch điều khiển riêng bên ngoài, các bạn tự viết. Mình sẽ cắt bỏ mấy cái chân không cần thiết. Chúng ta coi được chân này và chúng ta sẽ hàn chì vào. Thì khách của mình là họ yêu cầu là mình phải có một cái giắc ba chân, ba cái này và một cái để mình họ cắm vào trên cái cổng này, chỉ họ dùng hết rồi. Họ dùng chỉ còn một cái cổng led thôi hoặc là một cái cổng fan thôi, nên là mình sẽ phải làm cái đầu chia. Vì thế là mình vừa làm một cái điều rất là ngu xuẩn luôn, cái đậu xanh rau muống đây. Thì mình sẽ chuyển qua sử dụng cái giắc này cho họ luôn, giắc ba chân. Đáng lẽ ra mình nên phải tính cái vụ này, quên mẹ đi mất, mãi chiếm gió. Mình đáng lẽ mình không nên cắt cái giắc nhỏ nhỏ này, mình nên để luôn, rồi lúc mình ghim vào đây nó sẽ đơn giản hơn, lúc mình hàn nó đơn giản hơn rất là nhiều. Thôi kệ, let's go. Rồi, sau một hồi thì mình sẽ hàn được mấy cái giắc này rồi. Thì như có gì sai sai đúng không? Mình sẽ hàn tiếng miệng tiếng sau. Đây, như bạn có thể thấy đây cái giắc. Giắc mà LED RGB thôi, nhưng mà một số dòng men nó sử dụng cái giắc tương tự như vậy nhưng mà thiếu khuyết đi một chân. Ví dụ ở đây nha, thì sẽ thiếu khuyết đi một chân, thì tí mình sẽ bẻ cái chân này đi để nó chỉ cắm được vào lỗ húp thôi. Các bạn thấy là cái giắc của nó nè, mình đã cắt, mình đã hàn
chim ở trong nó che những cái lỗ này, là chỉ có khi mà cắt đi một chân thì các bạn mới cắm này vào được trong này thôi, nếu mà cắm sai thì không cắm vào được đó. Thì để người ta, nhà sản xuất người ta làm vậy để tránh các bạn cắm nhầm cái led 12V và led 5 vào đường ấy, đường led 5V vào đường led 12V gây cháy led, mới cả có thể gây hỏng mẹn nó. Thì sẽ tránh, bạn sẽ nhìn thấy đây nè, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đây là dây cộng nha, dây cộng 5V á, led 5V. Thì các bạn sẽ đấu, các bạn để hai cái này nó song song vào đây, thì các bạn nhìn thấy đây là cái ngàm đó, cái ngàm mặt trên này thì sẽ là ba cộng led 1, 2, 3 từ bên tay phải của mình qua cộng led thứ tư bỏ. Đây cộng led đầu tiên là cộng dây dương sẽ đấu vào ngay bên này, và tiếp theo đó là dây D in, dây digital in vào về bên này, và sau đó cắt một cộng nè, một cái chân pin nè, chúng ta sẽ cắm dây GND vô, dây âm vô, thì nó tương tự như những cái cộng như này đó. Chúng ta thể, các bạn nhớ là cắm đúng nha, cắm sai thì nó sẽ nóng led lên hoặc là nó không lên hiệu ứng hoặc là nhảy lung tung á, thì các bạn phải rút ngay lập tức liền, nếu không là nó sẽ gây cháy led. Thì đây cái này cũng tương tự như vậy. Thì sau khi mà mình làm được cái này rồi, mình sẽ cắt bỏ đi cái chân mà không sử dụng đến, chúng ta hãy rút ra hoặc là cắt nó đi để các bạn ghim được vào cái chân men, cái chân mình chế cho người ta đây đó, để tránh người ta ghim nhầm dây. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đấu cái này vào trong cộng led digital chúng ta. Thì các bạn quan sát là mình có làm cái video hướng dẫn các bạn cách phân biệt led digital và get led RGB rồi, các bạn có thể xem lại ở góc bên này đó. Thì các bạn thấy đây, nó ký hiệu đây 5V, đây là D in, đây là GND. Thì các bạn sẽ tương tự, bạn lật ngang như vậy, chúng ta sẽ để đúng vị trí luôn đó, chúng ta sẽ hàn vào đây hàn hai cái vào nhau và đó là xong. Sau khi hàn thì chúng ta chỉ cơ bản là chúng ta nhét cái led này vào bên trong cái cục này thôi, và tất cả mọi việc rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp cái led vào đây, quay lại trong ít phút. Pew, well done. Đây, sau khi một cái mình demo xong thì các bạn thấy là sự khác biệt giữa ở bên này mới cả bên đang sử dụng đồng bộ mới hút luôn như vậy điều khiển. Ok, ở đây mình đang cắm chung cái hút nè, mà những cái này sau khi tháo, chúng ta tháo nó ra thì mình không để ý là mình nên tháo luôn cái mặt sau này ra, vì là cái mặt sau nó chứa cái khu vực dây điện nè các bạn. Thì lúc mà mình đã dây vào đi dây ra ngoài nó sẽ dễ thuận tiện hơn. Mình tháo nó ra luôn. Rồi. Led sau khi câu lại. To dream.